Ngâm mông, đài lạc của phái nữ. Nguyên lý lớn nhất theo phương pháp dưỡng sinh cổ truyền của người phương Đông để giữ gìn sức khỏe là luôn giữ cho chân thì ấm và đầu thì mát. Ngâm mông cũng không nằm ngoài nguyên tắc này. Nguyên lý lớn thứ hai là làm sao cho mỗi ngày cơ thể đều toát ra được chút mồ hôi để mỗi cụ thải ra. Đây cũng là cách làm cho thần khỏe. Khi đã có muối mới nạp vào cơ thể từ thức ăn, mà nhiều nhất là trong thịt cá và trong gia vị bạn nêm vào món ăn hàng ngày, cơ thể chỉ thải qua đường đại tiện, tiểu tiện, sẽ không thể nào thải hết được muối cũ tích tụ trong người. Kết quả là bạn cảm thấy bức rứt, bực bội, khó chịu từ mức độ vi tế tới thô trọc, vân vân. Vậy nên phương pháp ngâm mông bao gồm cả hai nguyên lý thứ nhất và thứ hai. Bởi ngâm mông vừa làm toát mồ hôi, xả muối cũ, vừa làm cho chân ấm. Toát mồ hôi là cách tốt nhất cho thần. Thần có khỏe mạnh thì người ta mới có thể cúi xuống đứng lên dễ dàng. Tới đây ta hiểu ra lý do vì sao người lao động tay chân toát mồ hôi lại thường có thể lực khỏe khoắn hơn hẳn dân bàn giấy làm việc trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ, cả ngày không ra tí mồ hôi nào. Người nào đã từng sử dụng chiêu thức ngâm mông thì họ đều coi nó như là một bảo bối của phái nữ để hồ đồ bản thân. Chỉ cần một chút cố gắng lúc ban đầu, bạn có thể bỏ ra một chút ít thời gian đọc và thực hiện bài thuộc ngâm mông. Bạn sẽ thấy đó là lợi ích phi thường. Người dao đỏ, bất kể đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, sau một ngày leo lên nương rẫy làm lùng nhọc nhằn thì việc ngâm cả người, tất nhiên là có cả cái mông trong thùng nước thuộc nóng, sẽ làm tan biến hết mệt nhọc. Trước khi đi ngủ, các bạn làm thử nhé. Vụ này rất đáng để thử đấy, hiệu quả ngay. Sau khi bạn thử, bạn sẽ có một giấc ngủ rất ngon, ngủ sâu. Ngâm tốt nhất với lá cải. Nếu chưa có lá cải thì ngâm với ít muối hoặc gừng cũng được. Các bạn nam thì ngâm chân nhẹ. Ngâm mông sẽ gặt hái được nhiều điều quý giá. 1. Cân bằng âm dương trong cơ thể, giải uất, dễ ngủ, sảng khoái tuyệt đỉnh. Ấm lưng và mông là nguồn hạnh phúc an vui của phụ nữ. 2. Giảm cân chung quanh vùng mông và bụng dưới sau mỗi lần ngâm mông. 3. Giúp giải phóng một lượng axit độc ra khỏi cơ thể một cách nhanh nhất so với bất cứ phương pháp hữu hiệu nào. 4. Giúp sự tiêu hóa một cách đắc lực. Người nào khó trung tiền, bị đầy chướng ẩm ách, ngâm mông sẽ dễ dàng trung tiền. Như vậy mới thông khí và bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Người nào hay cáu kỉnh bực bội hãy ngâm mông. Sau khi ngâm mông, bạn mới thấy trước đó bạn bị nghịch khí, khí bị nghịch nên dễ tức khí. Nguyên liệu và dụng cụ ngâm mông là củ cải mua ở những nhà thực dưỡng tin cậy. 1. Cho lá củ cải khô vào nồi, bật bếp đun trong khoảng 40 phút. Trường hợp dùng gói lá củ cải khô nguyên chất thì dùng đũa tre dìm xuống khi đun. 2. Cho vào thau, thêm nước để nhiệt độ về khoảng 45 độ và mực nước là vừa đủ để ngâm tròn tử cung trong đó. Chuẩn bị sẵn bình đã có nước nóng để tiếp nước khi giảm nhiệt. 3. Người thuộc tuyếp năng lượng âm thì ở bước này thêm muối vào. Người thuộc tuyếp năng lượng dương thì không cho muối hoặc thêm nửa chén nước cốt hoặc là thêm nửa chén nước cốt gừng. 4. Để chân bên ngoài chậu, chỉ ngâm phần mông, bên trên chỉ mặc đồ mỏng, kiểu đồ lót là được, có thể dùng cái kẹp quần áo để không bị ướt đồ. 5. Để không bị lạnh thì dùng khăn tắm trùm, khi lạnh thì thêm nước nóng vào, thấy trán vả ra mồ hôi là được, lúc này chú ý là không để chân bị ướt. Cách nấu lá cải khô. Lá khô ở đây có nghĩa là lá củ cải đã được phơi khô,
Dùng nước nấu đặc từ lá này để ngâm mông có hiệu quả với rất nhiều bệnh phụ nữ. Trường hợp mắc bệnh tĩnh âm thì cho thêm muối vào, còn với bệnh tĩnh dương thì không cho muối. Tùy trường hợp mà có thể cho thêm nước cột gừng. Chỉ cần nhớ rằng người thiếu máu bị nhiễm lạnh thì cho muối vào, khi chân tay vẫn ấm thì không cho muối hoặc không thêm nước cột gừng vào. Lá củ cải phơi khô có thể mua được ở các cửa hàng bán đồ tự nhiên. Nếu tự làm thì ta rửa qua lá củ cải rồi phơi khô trong bóng râm, tránh ánh nắng. Khi sờ vào thấy lá vùng rời, tức là đã quá khô rồi, nên phải chú ý cất đi từ trước đó. Ngược lại, nếu chưa đủ độ khô thì lá sẽ dễ bị ẩm mốc, nên cần chú ý phơi đến độ khô vừa phải. Khi lá đã được phơi khô xong thì bảo quản ở nơi khô ráo không ẩm. Thời gian ngâm mông trong nước lá củ cải khô là 10 đến 15 phút. Lưu ý là tuyệt đối không được làm ướt chân. Để đạt hiệu quả cải thiện bệnh thì cần làm đều đặn hàng ngày. Những ngày đã ngâm mông trong nước lá củ cải khô thì không cần tắm bồn nữa. Những người thực hiện phương pháp này liên tục trong thời gian dài thì trước khi ngâm có thể tắm bằng vòi hoa sen. Thông qua việc bài tiết mồ hôi và muối tích tụ trong người đã thoát ra, nên người thuộc tuýp năng lượng âm trước khi ngâm hãy uống ban cha mơ tươi hoặc ban cha tương. Ngâm mông trị lành những bệnh sau: bệnh phụ nữ, u cơ tử cung, còng muối, đau do hành kinh, chảy máu, băng huyệt đột ngột, bệnh lạc nội mạc tử cung, chứng tê lạnh, ung thư buồng trứng, nang buồng trứng, còng muối, đau tử cung, viêm màng ruột, tắc ruột, viêm nhiễm trùng bọng đái, sỏi trong bàng quang, bệnh uốn ván, ngâm toàn thân, các bệnh về da liễu, âm dương. Tài liệu này được trích từ quyển Ngâm mông Đại lạc của Phái nữ của Thực Dưỡng Ngọc Trâm.